hướng dẫn các bạn là cách khắc phục cái tắc của đầu phun của máy T790, T790, T770 thì là T760 của cái dòng HB này. Đây là cái đầu này nó bị tắc, in nó không ra mực. Thế còn này, cái mạch này thì nó vẫn nhận bình thường. Thì trước hết thì chúng ta phải tháo cái nắp này ra. Nó như này, thì chúng ta cậy hai, có bốn cái lẫy ở đây. Một cái lẫy này, hai cái lẫy này, bên này hai lẫy nữa này. Và tháo ra và đưa vòi xịt vào đây, xịt sạch, xịt sạch cái mực đi. Ra và vòi nước rửa sạch hết mực đi. Xong chúng ta sẽ bỏ vào, chúng ta luộc khoảng nửa tiếng nước sôi. Chúng ta để khô lại, khô lại và tháo hết cả những cái đầu này ra để chúng ta luộc. Bây giờ chúng ta lắp ráp lại. Thì đây cho có cái này thì chúng ta phải hút nước ra, xem nó còn nước không thì chúng ta xịt nó ra. Đấy. Bây giờ đi hút mực. Hút mực thì đi lấy xi lanh như thế này, và lấy xe lanh trụ tầm trung cũng được. Đấy, tầm này chúng ta hút khoảng 20cc này. 20cc. Đấy. Trước hết thì lắp cái này vào đó, vào trước ha này. Lắp cho đúng chiều này. Ở đây chúng ta ấn mạnh một cái là nó sẽ sập xuống thôi. Đấy, nó sẽ sập xuống rồi. Cắm cái đầu để gài vào trong máy xuống, ấn mạnh thì nó sẽ sập xuống. Đấy, xong nguyên như này, nguyên như một cái đầu bình thường này. Chúng ta dùng một cái phễu. Này mua trên mạng có. Cắm vào đây. Theo cái chiều này thì bên này là bên đỏ, bên này là bên đen, là bên xanh. Đây là màu xanh đỏ. Thì bên này là bên đỏ, bên này là bên xanh. Đỏ xanh, cứ nhìn cái ký hiệu này, chúng ta đỏ bên này, xanh bên này. Lấy mực từ cái kim này, phải là kim tiêm này. Kim tiêm lấy thuốc. Mài bằng cái đầu này đi, mài bằng đi, cắm vào đây. Bên này là bên xanh, bên này là bên đỏ.
tầm bò bơm ở đây. Đấy, chỉ lấy bằng tầm này thôi, không lấy nhiều quá. Đây là chúng ta có cái nắp này. Cái nắp này để hút. Nếu mà chúng ta hút bên đỏ thì chúng ta phải lấy cái miệng của nó là về bên đỏ, cái miệng hút bên đỏ. Để chúng ta đập bên này. Đây là chúng ta tìm một cái để hứng mực. Kẹp chân thì chặt, không có là nó nghiêng một cái là nó đổ. Sửa chữa cái món máy in này là nó rất hay bị dây ra tay chân. Dùng cái xà lanh to cho nó nhanh. Cái này nó được ít khí lắm. Đây, chúng ta dùng cái đầu này giúp tạo cắm thẳng một cái lỗ. Ra nước này, nước là đọng ở trong này. Đấy, nó mà trôi mực ầm ầm như vậy xuống ấy là tức là chúng ta đã không bị tắc, còn mà đã bị không xuống được là tắc. Đúng màu đỏ đây.
hết bên đỏ, bây giờ ta chuyển sang bên xanh, chuyển sang bên xanh, đổi đầu, đổi sang bên này. Hút ra. Cái này cho nhanh. Nó mà hút nó xuống mực như này là chứng tỏ là đầu thông rồi. Còn chúng ta hút mãi mà nó không xuống tí nào là bị tắc. Mà xử lý bằng phương pháp này không được nữa thì phải bỏ thay mới. Xong mực trong này đã no rồi, bây giờ kiểm tra lại xem là nó cái đầu nó đã ra có đều không, thì chúng ta lấy một cái giấy vệ sinh đây gấp lại làm 4-5 lần này, đây gấp lại làm 4-5 lần như này, rồi chúng ta thấm vào đây. Đây, đây như này là mực ra đều, mực ra đều rồi. Đấy là ok. Rồi ta